Bây giờ đây này là tác phẩm đặt ba hàng long thực lân. Hai tác phẩm bên em đều siêu quý và trách nhiệm đều là gỗ hương nghiền khối các bác nhé. Hai tác phẩm này cao 1 mét. Sau này em sẽ quay sát lên để các bạn chiêm ngưỡng được hai cây của tác phẩm các bạn nhé. Đây là tác phẩm Đạt Ma Hàng Long Phục Lân. Tác phẩm này siêu VIP luôn các bác nhá. Tác phẩm bên em mới hoàn thiện xong, cao 1 mét. Gỗ chất liệu là gỗ hương ta liền khối, siêu đẹp. Tác phẩm này bên em có rất là nhiều bác hỏi, thì hôm nay bên em đã hoàn thiện rồi. Nếu bác nào mà yêu thích tác phẩm này thì cứ nhắn tin cho bên em các bác nhá. Tác phẩm cao 1 mét, các bạn có thể thấy là nhìn từ xa tác phẩm vân gỗ rất là đẹp. Hiện nay thì tượng Đạt Ma là một trong số những tượng mà bên em bán chạy nhất và được rất là nhiều các bác hỏi và yêu thích. Tác phẩm này bên em có chất liệu là gỗ hương đá liền khối, kích thước là cao 1 mét, ngang 39 và sâu 19 phân các bác nhé. Tác phẩm này có giá là 10 triệu 800 nghìn đồng và bao ship toàn quốc cho các bác. Một tác phẩm tượng trưng cho sự uy nghi và rất là quyền uy, mà rất là nhiều chi tiết, rất là nhiều ý nghĩa, mà chỉ có giá 10 triệu 800 nghìn đồng thôi. Giá rất là hợp lý. Chất liệu gỗ hương đá liền khối các bác nhé. Các bác có thể biết là gỗ hương đá thì vân gỗ rất là đẹp và màu sắc rất là đẹp, màu sắc rất là tự nhiên. Các bạn có thể thấy là hình tượng Đạt Ma rất là phổ biến và đa dạng kiểu dáng và chất liệu các bác nhé. Các bác có thể thấy là cụ Đạt Ma bên em được đục rất là đẹp. Tư thế thì là đang trong tinh thần chiến đấu và tà áo thì cực kỳ là bay. Các bác có thể thấy là tà áo siêu bay và nhìn rất là chân thật. Các nét đục rất tỉ mỉ và vân gỗ rất là đẹp. Bức tượng mang rất là nhiều ý nghĩa và giá trị thẩm mỹ. Tượng Đạt Ma có khả năng là trừ tà và trấn trạch các bác nhé. Với một bức tượng bình thường thì diện mặt của cụ Đạt Ma, với một bức tượng bình thường thì diện mặt càng vui tươi hiền lành càng tốt, nhưng mà với tượng Đạt Ma bên em thì thần thái khuôn mặt nói chung và đôi mắt nói riêng phải càng giữ thì càng tốt các bác nhé. Mỹ nhân bên em đục bộ râu rất là đẹp, bộ râu thì bồng bềnh như mây, các nét đục thì rất là tinh tế và sắc nét. Các bạn có thể thấy là bộ râu siêu thực, diện mặt này, vầng trán hay là ánh mắt của cụ đều rất là có nét riêng, siêu đẹp các bác nhé. Các bạn có thể thấy là phần tà áo rất là bay, cụ có thế đứng sẵn sàng chiến đấu cực kỳ là mạnh mẽ và uy nghiêm các bác nhé. Các bạn có thể thấy là vân gỗ này, vân mây, các đường đục uốn lượn rất là tinh tế, tác phẩm đục hoàn toàn bằng tay các bác nhé. Tác phẩm này là hàng long, ở trên thì có đục con rồng. Em sẽ quay sát một chút để các bác có thể thấy là tác phẩm bên em các nét đục con rồng rất là đẹp. Các bác có thể thấy là đường thân rồng thì uốn lượn, thân rồng thì uốn lượn và các đường mây nhá, rất là chân thật, diện mặt kỳ là uy nghiêm. Các bác có thể thấy là nghệ nhân bên em chế tác chặt tỉa từng chiếc vẩy này, từng cái móng vuốt này, từng chiếc vẩy, các bác có thể thấy là vẩy trên thân thì đều tăng tắp và các đường nét đục rất là có hồn và dứt khoát, diện mặt cũng rất là bay bổng và thần thái. Tác phẩm này có giá là 10 triệu 800 nghìn đồng các bác nhé, bao ship toàn quốc cho các bác. Các bác có thể thấy là phần móng chân này, phần chân vẩy rồng này, phần móng vuốt này kỳ là đẹp. Các bác có thể thấy các đường mây này rất là tinh tế, rất là bay bổng, nét đục nổi rất đẹp các bác nhá. Tác phẩm này hoàn toàn liền khối, các bác có thể thấy là phần diện mặt của rồng nhân bên em đục cực kỳ đẹp. Một tác phẩm đục chi tiết siêu độc đáo, mới lạ và có giá trị thẩm mỹ rất là cao. Các bác có thể thấy là từng cái bộ râu này, từng đường râu này, từng đường lông này, mao này được nghệ nhân bên em gọt tỉa cực kỳ sắc nét các bác nhé. Thân uốn lượn thì các bác có thể thấy là phần thân uốn lượn rất là dài nhá, vòng từ đây này
vòng ra đằng sau lưng, vòng xuống, và đây là phần đuôi nhá. Các bác có thể thấy là siêu đẹp, nhìn rất là chân thực. Ở dưới thì có một chú lân, hàng long phục lân. Kỳ lân mang tới điềm lành, và lân thì đứng thứ hai sau rồng. Đây là hai con vật trong tứ linh, rồng là đứng thứ nhất và lân là đứng thứ hai sau rồng thôi các bác nhé. Theo quan niệm của người xưa thì nơi nào mà kỳ lân xuất hiện là nơi vô cùng tốt. Tác phẩm có khả năng trấn trạch, ngăn sát khí và thu hút tài lộc cho gia đình các bác nhé. Ở dưới là có một quả cầu và sóng nước vân mây rất là đẹp. Nghệ nhân bên em các đường nét đục đều rất là uốn lượn. Một tác phẩm rất là hoàn hảo. Các bác có thể nhìn thấy phần móng vuốt của chú lân này, hay là phần lông này, đấy, được đục tỉa này, uốn lượn như mây các bác nhé. Các đường nét này rất chân thật. Và tác phẩm này vân gỗ cực kỳ đẹp, vân gỗ hoàn toàn tự nhiên các bác nhé. Các bác có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm của bên em. Rồng tượng trưng cho sự uy nghi và đứng đầu trong tứ linh, và lân thì tượng trưng cho sự điềm lành. Các bác có thể thấy là tác phẩm đục rất là chi tiết. Các bác có thể bày tác phẩm ở trong phòng khách, hay là ở bên cạnh TV, hoặc là kệ tủ, hoặc là ở sảnh khách sạn, hay là ở trong văn phòng làm việc đều rất là đẹp các bác nhé. Các bác đặt ở những nơi đối diện cửa chính, hoặc là những nơi mà phô được hết vẻ đẹp của tác phẩm là tốt nhất các bác nhé. Tác phẩm giúp ngăn tà khí, bảo vệ gia đình bình yên, còn thể hiện sự oai phong và phong độ của gia chủ, và thể hiện gu thẩm mỹ rất là cao của các bác nhé. Hiện nay thì các tác phẩm đạt ma VIP như thế này được các bác hỏi và săn lùng rất là nhiều. Nếu bác nào yêu thích tác phẩm này thì cứ để lại tên và số điện thoại, hoặc là nhắn tin trực tiếp cho bên em. Bên em sẽ gửi hình ảnh và tư vấn cho các bác kỹ hơn. Mà có thể thấy là đạt ma, cụ đạt ma bên em đúng không hề có một sai sót nào, và bức tượng hoàn hảo. Chào bạn Yến Nhi nhá, bạn Yến Nhi đi ngủ đi muộn rồi. Các bác có thể thấy là tượng đạt ma thì có rất là nhiều kiểu dáng. Em sẽ quay một chút để cho các bác xem phần sau của nghệ nhân bên em nhé. Các bác có thể thấy là tác phẩm này tứ diện, nhìn ngang rất là đẹp các bác nhé. Vân gỗ đẹp cực kỳ và rất tự nhiên. Cụ này có cầm thêm một cái đoạn xích tròn này, được nghệ nhân bên em đục các nét rất là tinh tế và tỉ mỉ. Các bác có thể thấy là chú lân nhé, nhìn mặt góc cạnh, nhìn mặt ngang nhưng mà cũng rất là đẹp. Quay cho các bác xem mặt sau. Tác phẩm cũng hương tai liền hồi cao 1 mét. Các bác nhé, đây các bác có thể thấy này, mặt sau này. Xin ý cầm này để nhắn bạn kia cái bạn đến mấy giờ các bác. Tác phẩm mặt sau, vân mây và vân gỗ rất là đẹp các bác nhé. Các đường nét này, uốn lượn này, vân mây cực kỳ đẹp. Các đường nét đều được đục nổi hoàn toàn, tác phẩm liền khối các bác nhé. Tác phẩm này có giá là 10.800.000 đồng. Đây là tác phẩm hàng long phục lân, chất liệu gỗ cực đá, cao 1m59, sâu 19 phân. Tác phẩm tứ diện, tác phẩm rất là thân thiện. Các bác có thể thấy là kiểu dáng đẹp và đặt trong nhà thì cũng phải tốn diện tích, mà mang lại giá trị thẩm mỹ rất là cao. Các bác có thể nhìn thấy góc này này, 7 rồng là nghệ nhân bên em đục tỉa nhá, các góc thôi, các góc ngoài thôi, nhưng mà cũng rất là tinh tế và không hề bỏ sót một chỗ nào hết các bác nhé. Tác phẩm rất là đẹp, có giá là 10.800.000 đồng. Và cũng rất là bay bổng. Tượng đạt ma thì có rất là nhiều kiểu dáng. Đây là tác phẩm đạt ma hàng long phục lân. Bên này em có thêm một tác phẩm nữa, đấy là tác phẩm đạt ma cưỡi rồng. Và tay thì có cầm một chiếc bát cấp thực. Tác phẩm đạt ma đế rồng. Đứng rồng. Hai tác phẩm siêu VIP, tác phẩm đạt ma đế rồng này bên em có giá bán là mềm hơn tác phẩm bên kia một chút, là 8.500.000 đồng các bác nhé. Tác phẩm là chất liệu gỗ hương liền khối, cao 1m, ngang 30 và sâu 18. Một tác phẩm rất là cân kiện. Các bác có thể thấy là tác phẩm bên này này, diện mặt của cụ cực kỳ hoàn hảo luôn.
diện mặt rất đẹp. Các bác có thể thấy là bộ râu của cụ được nghệ nhân bên em độc đục bồng bềnh như mây. Tác phẩm bên này đã đẹp rồi, tác phẩm bên này còn đẹp hơn các bác nhá. Các bác có thể thấy là bộ râu này từng nét đục cực kỳ nhỏ, và các cái rãnh này rất là tinh tế này, không có một chút lỗi nào hết. Bác có thể thấy là cụ bên này thì được bên em điểm nhãn vào đôi mắt, nên là trông rất là có hồn và rất là thật. Khuôn mặt đăm chiêu siêu thực, và trên tay thì có cầm một chiếc bát phất thực các bác nhé. Các bác có thể thấy là hình ảnh đôi mắt của cụ, mắt nhắm hờ, khuôn mặt siêu thực. Và đây là một bức tượng rất là độc đáo về Bồ Đề Đạt Ma. Khuôn mặt đăm chiêu, đôi lông mày này, bộ râu và các đường nếp nhăn đều được nghệ nhân bên em đục rất là tinh tế. Bộ râu càng nhìn càng thấy đẹp, rất là bồng bềnh chân thật. Tà áo cũng bay bổng, các tà áo bay bổng, các đường nếp gấp và vân gỗ tạo nên một tác phẩm rất là đẹp. Ở dưới thì cụ đứng đế rồng. Đạt Ma là người có thật các bác nhé. Tuy nhiên các tư liệu về ông thì rất là mơ hồ. Đạt Ma tên thật là Bồ Đề Đạt Ma. Người ta cho rằng ông có sức mạnh trừ tà, thì là tốt. Ông là biểu tượng về ý chí và sự giác ngộ. Và có thể đấy là một tác phẩm Đạt Ma rất thực, rất là đẹp. Cụ đi chân đất nha các bác nhé. Đôi bàn chân rất vuốt, thể hiện sự cực khổ của cụ. Được nghệ nhân bên em lột tả hết sức là chân thật. Các bác có thể thấy đôi bàn chân này cực kỳ là gân guốc sần sùi nhá. Và vân gỗ cũng rất đẹp. Chân bên này cũng thế, các bác có thể thấy là cụ đang đứng trên mây, và ở dưới là có đục rồng và các vân sóng nước, vân mây rất đẹp. Vảy rồng được đục tỉa cực kỳ tinh tế. Các bác có thể thấy phần đầu rồng được nghệ nhân bên em tỉa vô cùng là sắc sảo luôn. Càng nhìn thì càng đẹp, nhìn ở bên ngoài đẹp hơn rất nhiều các bác nhá. Thấy là tượng Đạt Ma thì có rất là nhiều kiểu dáng và kích cỡ khác nhau, nhưng mà đều có một điểm chung, đấy là tượng mà bay bồng ở trên sóng nước. Các bác có thể thấy là ở phần dưới thường có sóng nước và vân mây nhá, rất là tinh tế. Trên tay cụ thì có cầm một chiếc bát khất thực, rất là ý nghĩa. Khất thực có nghĩa là xin ăn. Đây là hành động bắt buộc phải thực hiện của các tín đồ nhà Phật các bác nhé. Các bác có thể thấy là phần rồng bên em được nghệ nhân đục rất là đẹp này. Đầu rồng, phần móng vuốt này, phần vảy rồng này, thân rồng dài uốn lượn lên tận trên này các bác nhé. Đây là đuôi rồng này. Tác phẩm này cũng được đục tứ diện. Tác phẩm là chất liệu là gỗ hương liền khối, kích thước cao 1m, ngang 30 và sâu 18 phân, có giá bán là 8.500.000 đồng. Màu gỗ rất là tự nhiên, tác phẩm này bên em bán rất là chạy. Tác phẩm này là vừa hoàn thiện xong. Ý nghĩa tượng Đạt Ma thức thực là biểu tượng của tinh thần, và làm việc gì cũng phải có kết quả tốt. Nếu các bác yêu thích tác phẩm này thì có thể để lại tên hoặc là số điện thoại, bên em sẽ liên hệ trực tiếp, gửi hình ảnh cho các bác xem kỹ hơn và tư vấn cho các bác. Em sẽ quay mặt sau và các góc cạnh để các bác có thể chiêm ngưỡng rõ hơn tác phẩm này các bác. Rõ hơn diện mặt của rồng. Nghệ nhân bên em cũng rất là đẹp, đôi mắt thần thái rất là có hồn. Từng đường lông này, từng cái vảy hay là từng cái sừng nhá, đều rất là chân thật. Tà áo thì mỏng manh và bay bổng này, đấy, cực kỳ là chân thật. Vân gỗ rất đẹp. Cũng có cầm một cái gậy hồ lô, gậy treo hồ lô và một cái nón đấy. Các bác có thể thấy là từng đường chặt tỉa này vô cùng tinh tế. Bàn tay khất thực gầy gò và xương sẩu. Cái bát khất thực rất đẹp các bác nhé. Một tác phẩm cực kỳ ý nghĩa này. Bộ râu bay bổng cực kỳ, một cực kỳ là bồng bềnh. Nét mặt nhìn ngang thôi nhưng mà cũng rất là đăm chiêu. Tác phẩm rất là nặng, các bác có thể thấy phần sau vân mây siêu đẹp. Mỗi tác phẩm bên em đều được chọn tỉa kỹ lưỡng và nghệ nhân đục rất là tinh tế. Vân mây rất đẹp các bác nhé. Cái nón
đóng lên trước đó cũng được bên em, được tỉa các đường nét hoa văn. Một tác phẩm hoàn hảo, tứ diện. Đằng sau vân mây rất đẹp. Các bác có thể bày ở trong phòng khách, ngôi nhà để tăng thêm vẻ sang trọng cho phòng khách, hoặc là để tăng thêm phong thủy cho gia đình. Tầng ngang này, táo siêu bay bổng. Táo siêu thật nhá. Các đường nếp gấp này, vân gỗ rất đẹp, vảy rồng này, đuôi rồng. Tác phẩm này có giá bán là 8.500.000 đồng. Tác phẩm cao 1 mét, ngang 30 và sâu 18, chất liệu là gỗ hương các bác nhé. Đạt ma khắc thực và đứng đế rồng. Diện mặt của cụ siêu đẹp và rất là đăm chiêu, ánh mắt nhắm hờ, khuôn mặt siêu thực, vần trán cao, đôi bàn chân khắc khổ của người tu hành. Trên gậy thì có đeo một bình hồ lô. Bình hồ lô thì mang đến cũng rất là nhiều ý nghĩa nhà, may mắn và sung túc. Hai tác phẩm bên em rất là đẹp các bác nhé. Tác phẩm Đạt Ma Khất Thực Đế Rồng có giá là 8.500.000 đồng. Tác phẩm bên cạnh là tác phẩm Đạt Ma Hàng Long Phục Lân có giá là 10.800.000 đồng. Gỗ hương đá liền khối, cao 1 mét, ngang 39 và sâu 19 phân các bác nhé. Hai tác phẩm này đều rất là cân kiện, đặt trong phòng khách thì không hề tốn diện tích mà làm tôn lên vẻ đẹp và vẻ sang trọng cho không gian phòng khách, ngôi nhà hay là văn phòng làm việc của các bác, mang đến nét đẹp rất là trang trọng mà rất là nhiều ý nghĩa phong thủy. Các bác có thể thấy hai tác phẩm này bên em đục tay hoàn toàn, các chi tiết đục thì rất là nổi và các đường nét thì rất là tinh tế, không hề bỏ sót một đường nét nào. Hai tác phẩm hoàn toàn là tuyệt vời. Các bác ở xa cũng có thể yên tâm về chất lượng của sản phẩm của bên em. Hai tác phẩm này bên em bán rất là chạy. Nếu các bác có nhu cầu mà tìm mua các vật phẩm phong thủy hay là các tượng VIP để trang trí cho phòng khách thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em. Bên em có thể đặt làm theo kích thước các bác yêu cầu để phù hợp với không gian phòng khách của gia đình hơn. Bác nào ở Hà Nội mà muốn chiêm ngưỡng các tác phẩm bên em thì có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em ở số 4 dãy B2 shop house Tố Hữu Vạn Phúc Hà Đông, Hà Nội để cùng với xưởng gỗ Quang Vinh giao lưu các tác phẩm các bác nhé. Xưởng gỗ Quang Vinh bên em luôn luôn lấy chất lượng sản phẩm là lên hàng đầu. Đây là hai tác phẩm đục tay siêu đẹp và đều phi ship toàn quốc cho các bác. Tác phẩm Hàng Long Phục Lân có giá là 10.800.000 đồng, chất liệu gỗ hương đá liền khối, kích thước 1 mét, ngang 39 và sâu 19 phân. Tác phẩm Đạt Ma Khất Thực Đế Rồng có giá là 8.500.000 đồng, cũng cao 1 mét các bác nhé. Các bác yêu thích tác phẩm nào thì cứ để lại tên và số điện thoại hoặc là nhắn tin trực tiếp cho bên em, xưởng gỗ Quang Vinh sẽ liên hệ tư vấn và gửi hình ảnh cho các bác để các bác có thể xem rõ hơn về sản phẩm. Cảm ơn các bác đã xem livestream của xưởng gỗ Quang Vinh bên em ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bác.